chương trình Buồn Vui Đời Lính của hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, do Huy Tâm thực hiện. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị thính giả cùng quý chiến hữu khắp nơi. Thưa quý vị, ở các buổi phát thanh trước đây, chúng tôi đã đọc gửi đến quý vị hai kỳ trong quyển Đời Phi Công của giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Qua những lá thư của người thanh niên đang trong giai đoạn huấn luyện nơi xứ người, chúng ta thấy được cái khát khao, cái hoài bão của tác giả trên con đường kiếm tìm tri thức, và cái lý tưởng cao đẹp cũng được thể hiện qua văn phong nhẹ nhàng nhưng cũng gói ghém nỗi lòng của một cánh chim viễn xứ. Bây giờ Huy Tâm kính mời quý vị cùng theo dõi tiếp kỳ 3 của Đời Phi Công. Em Phượng, bến tàu Marseille hôm nay cũng đông một cách hỗn loạn như thường nhật. Anh nhìn ra bến, nhìn ra khơi, theo những làn khói lam của những thương thuyền, theo những con hải âu đùa với những cánh buồm trắng. Có cái gì xa vời, lênh đênh, có lẽ là cửa bè một chiều. Những con thuyền không biết đang quay mũi ra đi hay tìm về bến cũ, nhưng giống nhau ở chỗ cùng bập bềnh sóng nước, và khác nhau ở chỗ xuôi ngược bến bờ. Tại sao anh không phải là thủy thủ Phượng nhỉ? Có lẽ tại anh thích say sóng nhạc ở không trung hơn là bập bềnh trên mặt biển bao la. Hay có lẽ tại anh ham những chuyến đi say với gió hải hồ, nhưng lòng bao giờ cũng luyến tiếc một mái nhà ấm, cũng ước ao có một gia đình. Đời thủy thủ lênh đênh quá, trôi khắp bến trời. Còn các anh có bao giờ rời mặt đất quá nửa ngày đâu. Cách đây hai hôm, khi còn lênh đênh trên mặt sóng Địa Trung Hải, anh đã suy nghĩ nhiều về những điều ấy
đã nặng kiếp giang hồ, thì đi gần hay đi xa cũng là đi. Còn lênh đênh trên sóng nước hay trôi dạt theo mây trời đâu có nghĩa gì. Những con người nặng nghiệp bay hình như có lý lẽ riêng của họ. Anh nói chữ hình như vì anh cũng thắc mắc với chính anh nữa. Hay là tại người phi công bị lưu luyến với hình ảnh gia đình, trong khi tâm hồn họ đang khao khát với gió lộng của bốn phương. Chính vì thế mà cánh chim không bao giờ bay xa cả. Cùng với nắng dương, các anh ra đi, và cùng với sương đêm, các anh tìm về tổ ấm. Đời người phi công bị buộc chặt với đất liền quá. Đã từng lạc trong mây trời cuồn cuộn, đã từng nghiêng ngửa với mưa bão trên không trung, mới thấy thấm thía nỗi vui mừng của những cánh chim khi đã nhìn thấy tổ. Anh còn nhớ những hôm trời tự nhiên nổi gió, trời trong xanh mọi ngày tự nhiên biến mất, từng lớp mây vẫn đục hiện lên, lòng người cũng thấy dông tố phũ phàng. Đặt trước thiên nhiên, phi công chỉ chọn được một con đường, tin ở đôi cánh của mình, tin ở những điều tâm niệm. Đã nhiều lần, trong những lúc chuyện trò, họ được nghe những người đi trước kể chuyện. Đã bao nhiêu lần trong phòng hẹp, một ngày giông tố phũ phàng, họ ngồi chung quanh lò than hồng để ôn chuyện cũ. Hôm nay, trời mưa gió, có một đàn chim tránh bão, không rời tổ. Nhưng có những cánh chim đang bị dạt theo bốn phương trời. Có giọng một phi công già kể, già ở đây có nghĩa là vì anh đã bay hàng ngàn giờ. Trên gương mặt rắn rỏi có gì phong trần, cũng chỉ là gió sương mây trời để lại. Nếu thực già vì tuổi, thì người phi công đã phải giải nghệ từ lâu. Bầy chim non mới lên, lớn nhanh như thổi, tranh giành với bọn chúng làm chi? Mây gió đường xa, chỉ quen thổi lộng những mái đầu xanh đầy nhựa sống. Người phi công già trước tuổi ấy, kể lại cho những kẻ đi sau ít kinh nghiệm về bão táp. Bão táp bao giờ cũng ở giữa đoạn đường, vì cánh chim ra đi, bao giờ trời cũng đẹp nắng. Và tất cả mọi người đều chăm chú nghe con người kể một cách bình thản. Mưa gió đường xa, như thế đấy. Sau khi hạ cánh bình yên, thì con người vừa phiêu lưu, cũng chỉ còn biết thở dài một cái nhẹ, và chờ đợi một cơn giông bão khác. Bữa cơm tối cũng chả cần điểm thêm một chút rượu vang cho tâm hồn say men, người phi công cũng sẽ ngủ ngon. Mệt nhọc ban ngày cũng thừa sức giúp anh say giấc nồng. Sau cơn bão, trời bình minh bao giờ cũng đẹp. Cùng với rạng đông, con tàu lại quay máy, cánh gió reo vui. Tiếng phi trường gọi, từng đoàn phi cơ lăn trên sân nhựa, làm tóe từng vũng nước mưa đọng lại hôm trước. Con người chỉ còn nghe thấy những tiếng chim gọi đàn. Alpha November, tôi cất cánh phi đạo 28. Tiếng gió reo, ánh nắng ban mai làm tan hết vui buồn. Không khí trong lành quá, và bầu trời xanh làm biến mất hết những mây trời cuồn cuộn. Đường xa lại chạy dài, và cánh gió lại lướt mây trời. Có ai nghĩ rằng trôi lênh đênh trên những đám mây trắng là buồn? Cứ như thế, cho đến một ngày đang bay, trời vẫn đục. Mây thành lại cuồn cuộn nổi, và người cầm tay lái lại cắn chặt môi để giữ cho tàu không lắc. Mưa như xối xả vào tấm kính trước mặt, nhỏ giọt vào đùi, ướt đẫm cả lần lót đôi ủng bay. Bão táp trôi qua, người phi công lại thở dài khoan khoái khi bước xuống sân. Buổi tối hôm ấy,
cũng chả cần phải ly rượu vang thường lệ để say giấc nồng, và cũng chả ai nhắc tới những đám mây thành nữa. Trừ khi, phải, trừ khi có một ngày giông bão lớn, những cánh chim giang hồ nằm lại tổ ấm, ngồi quanh ánh lửa hồng, rồi người phi công già kể lại chuyện, kể một cách không hãnh diện vì giông tố thường quá rồi. Đàn chim non chăm chú nghe để đợi một ngày kia đến lượt mình sẽ qua giông bão. Em Phượng, giông tố bao giờ cũng đến giữa cuộc đời. Mang thân làm cánh chim, ai ra đi cũng hẹn có ngày trở về tổ ấm. Thân phi công có bao giờ dám lỡ một cung đường? Anh ngồi trên bến tàu gió lộng ra khơi mà nghĩ đến đoạn đường dài, đến những lời hứa hẹn. Tuy anh chưa từng hẹn, nhưng bay muôn phương, bao giờ anh cũng nguyện có một ngày về. Vào thời xưa xa xôi, anh đã từng làm em hờn giận vì phạt em không thuộc bài. Anh không bao giờ nặng lời trách và cũng không cho em ít điểm. Anh chỉ nhìn em thầm bảo, sao em không chăm học để anh có thể dạy em mãi mãi cho đến ngày chúng ta cùng bạc mái đầu. Mắt em buồn, có ngấn lệ, và anh cũng thấy lòng không vui. Cơn mây mờ trôi đi vì giông tố phũ phàng chỉ đến khi lỡ dở cuộc đời. Em Phượng, anh không hẹn cùng em, nhưng một ngày kia cánh chim bao giờ cũng quay về tổ cũ. Câu chuyện kèm em học, nó cũng chỉ dở dang như một ngày mưa gió các anh ngừng bay. Tại sao em không có gần đây để cùng các anh ngồi quanh một lò than hồng? Sẽ có một người đã từng qua nhiều bão táp kể lại một câu chuyện xa xưa. Đàn chim non sát lại gần nhau chăm chú nghe. Một ngày kia sẽ đến lượt chúng mình vì giông tố chỉ đến ở giữa chặng đường. Học ngoan đi, em Phượng. Hẳn em cũng đồng ý với anh rằng chúng ta mới vừa đến ngưỡng cửa của cuộc đời. Anh hy vọng rằng mai sau nếu có giông tố, anh đã trở về nhà để cùng qua với em. Chương 6. Có một đàn chim. Em Phượng, thế là anh đã tự trường và cuộc đời lông bông của anh tự nhiên lại khép vào khuôn khổ. Từ nay, anh mới chính thức học để trở thành sĩ quan phi công. Thì ra, phiền toái quá em nhỉ. Bay bổng như thế vẫn chưa đủ. Người ta còn bắt anh học thêm phần lý thuyết, học làm sao để sử dụng động cơ cho quay tròn, ngạc gió hòa theo nhịp máy, học ngắm những vì sao trong vũ kính, học đi học đứng, học phép lịch sự để biết cười với thế nhân. Sao em lại mỉm cười khi những lời anh kể là đúng với sự thật? Trong cái xã hội phồn hoa này, mang tấm thân đùa với nguy hiểm, bình thản cho cuộc đời trôi trong ghế lái, rồi nói với thiên hạ, tôi là một phi công không tên tuổi, tháng ngày trôi theo mây trời, và thế thôi, thì có bao giờ được ưa chuộng đâu. Cuộc đời phồn hoa là để dành cho những người biết nói, biết cười, chân biết đi theo điệu nhạc, người biết nghiêng mình một cách khả ái trước nụ cười cao kỳ của một giai nhân. Trong cái con người mài trong phong xương của các anh, còn thiếu một con người hào hoa của thế hệ, biết đọc những vần thơ bóng bẩy, biết phê bình một vở kịch thời đại, biết nói những câu hoa mỹ. Âm thanh của không trung khô khan lắm em ạ. À.
Em thử nghe nhé. Alpha November, gọi lại vòng chót gió trong trục. 8 good. Nghe mới cọc cằn làm sao. Tuy rằng đối với các anh, đó là những lời vàng ngọc. Có bao giờ người phi công chiến thắng trong cuộc đời tình cảm đâu. Tâm trí họ đã nằm trong nghề nghiệp. Có những buổi tiệc trà huy hoàng, xiêm nghê lộng lẫy, người ta vô tình mời con người mây gió đến dự. Có người đẹp đứng bên thềm chờ tân khách, yêu kiều trong nhung lụa. Có những chàng trai lịch sự trong những bộ y phục dạ hội, và người ta giới thiệu nhau, thưa đây là bác sĩ. Rồi có người da đen sạm vì gió sương, ngượng ngập bước lên thềm, thưa tôi là... Biết nói chi khi không danh từ quý phái. Đôi mắt nhìn nhau là đủ. Ánh tinh cầu của những chuyến bay đêm không trong được bằng ly rượu pha lê. Và chàng trai nhớ mãi ánh mắt giai nhân, không hiểu là mến thương hay ái ngại. Ai có dám tự hào vỗ ngực nói tôi là gió sông hồ kết hợp, vì trong những đêm liên hoan này có còn ai nghĩ đến những người bay bốn hướng. Có những người khi gây sự nghiệp, chọn lấy hướng đời, đã trót quên thân mình. Họ đi theo chí làm trai, theo tiếng gọi thiêng liêng của đất nước. Những ngày đại hội nhạc khải hoàn vang dậy đế đô, giai nhân ngẩng mặt lên trời, nhìn đàn chim sắt ào ạt bay qua. Nàng nghĩ thầm trên đó có chàng, nhưng rồi lại quên ngay, để ghé đầu nghe câu nói bay bướm của một con người hào hoa bên cạnh. Trong khi ấy, con người bay chăm chú nhìn bạn đồng hành để sắp hàng. Đàn chim vẫn lướt mây trời, phi trường hiện dưới cánh, phi tuần trưởng ra lệnh. 1, 2, 3, break! Một cánh chim trao mình, cánh chim thứ hai nối theo, rồi cánh chim thứ ba. Đàn chim nối nhau vẽ thành một vòng cung tuyệt mỹ trên nền trời xanh. Có những con người hào hoa nhìn theo và cảm thấy hãnh diện vì tổ quốc, dù cho chính họ không ở trong cuộc. Đôi mắt phượng lại ngước lên và cặp môi xinh xinh thốt ra. Ồ, họ làm hay quá anh nhỉ? Họ đây có cả chàng, người đã từng ngượng nghịu không biết xưng nghề nghiệp ra sao khi lần đầu cùng nàng gặp gỡ. Bánh xe đã chạm sân xi măng, và chàng quên cả ánh tinh cầu một đêm không trăng, quên cả ánh pha lê một đêm dạ hội. Đôi mắt sâu thẳm, nửa mến thương, nửa ái ngại, cũng buông tha chàng trai sương gió. Động cơ tắt, họ nhảy xuống sân, chạy lại bên nhau để bình luận sôi nổi về kết quả bay hợp đoàn. Ôi, đời phi công tươi đẹp, mây đường trường trôi mải miết, ánh tinh cầu ẩn hiện những đêm trăng mờ, thỏa chí làm trai và thỏa tình đất nước. Có thiếu chăng là những câu nói hào hoa, một nụ cười khả ái, làn da trắng xanh thay vì đen sạm bởi gió sương mây trời. Biết bao giờ các anh mới có thể mỉm cười bình thản giới thiệu mình. Thưa, tôi là phi công của đất nước. Ngày ấy, hẳn những đôi mắt đẹp đã phai mờ vì khói loạn, và lúc đó người ta mới chăm chú nhìn lên theo đàn chim lao đi về phía chiến trường. Các anh sẽ cười vang trong khói súng và quay tròn trong mây biếc. Ánh lửa lòe bên cánh phải rực rỡ hơn màu hoa phượng, và đồn địch nổ tung trời phải huy hoàng hơn vạn ánh nến liên hoan. Em Phượng,
Bây giờ mưa gió thanh bình, các anh còn một chút hào hoa cần phải học. Các anh cần tỏ ra rằng thiên nhiên đã huấn luyện cho những cánh chim biết thắng mọi trở ngại. Nhưng mây trắng đường xa cũng không quên tô điểm cho những con người bay mấy nét hào hoa. Anh đã tự trường tạm rời đàn chim ít lâu. Ở đây chỉ nặng về lý thuyết. Buồng anh thoáng gió quay ra một ngọn đồi. Có một ánh đèn con trên bàn viết, có một chiếc giường nhỏ nệm trắng tinh, và có một án thư đầy sách. Chỉ còn thiếu một cây đàn treo trên vách và một ảnh giai nhân trước mặt là anh đã trở thành một thư sinh trong truyện Liêu Trai, và đêm đêm đã có thể trong đèn ngồi đợi những bóng hồ ly. Em có biết giờ đây anh đang làm gì không? Anh đang ngồi lau một thanh gươm ngắn. Em đừng cười vội, vì anh không đi vào chuyện tráng sĩ mài gươm dưới trăng đâu mà em sợ. Các anh kiêng uống rượu bồ đào, kiêng nâng ly ngọc dạ quang, nhưng các anh phải học làm hiệp sĩ. Trong suốt một năm trời, anh sẽ phải đeo thanh gươm mỗi khi đi ra ngoài phố, để luôn luôn nhắc nhở cho mình bổn phận của người tráng sĩ không trung. Em có thể ngây thơ hỏi: sao thanh gươm các anh lại ngắm? Em thích nó dài, anh đeo lê thê bên cạnh coi hùng hơn. Anh biết trả lời sao được, vì có bao giờ anh hỏi vì sao em đẹp? Sao ánh mắt em trong như ánh pha lê, để anh thấy nhớ nhung ở khắp bốn phương trời? Và sao tên em lại là Phượng? Thanh gươm của một phi công như thế đấy em ạ. Ngắn thôi, một cái ngắn vừa đủ, nhún nhặn như tình của họ. Ánh gươm xanh, bao gươm vàng và lục, không biết đấy có phải là những màu thanh lịch. Không hiểu ai là người đầu tiên đã gọi những phi công là những hiệp sĩ không trung. Có ở trong nghề mới hiểu được cuộc sống của họ. Có những đàn chim sáng sáng ra đi để bảo vệ màu cờ đất nước. Sứ mạng chính của những con người bay là bảo vệ, là can thiệp. Như những chàng hiệp sĩ, họ sẵn sàng lăn xả vào hiểm nguy, tay cầm ngang lưỡi gươm tráng sĩ. Có những sáng rực mây hồng, có những giai nhân còn nằm trong chăn ấm, làn tóc mây xõa trên gối mịn và làn mi cong còn ôm ấp mộng lành đêm qua. Có một đàn chim đã bắt đầu cất cánh. Sương đêm còn đọng trên bãi cỏ, tiếng động cơ đã xé tan bầu không khí trong lành buổi mai. Từng phi tuần nhẹ lướt trên mây trời, chim đàn từng đôi một xoãi cánh. Thân tàu màu xanh lục như bao gươm hiệp sĩ. Trong chiếc mũ nghe màu trắng, những gương mặt tuấn tú hiện ra, tươi cười dưới ánh nắng ban mai chói lọi. Cần lái nằm gọn trong tay. Qua lần găng da, người phi công cảm thấy cò súng đang nằm im lìm ngoan ngoãn. Bốn nòng đại bác 20 ly nằm gọn trong cánh, đang chờ nhả đạn lên địch quân. Giờ này đeo bên mình không còn là thanh gươm ngắn nữa, mà là một khẩu súng tự vệ. Không hẳn là loại súng trận côn 45, mà là loại súng riêng của không quân. Đối với một phi công, một khẩu súng P38 là quá đủ. 6 viên đạn nhỏ xíu nằm trong một ổ súng tròn. Báng súng hơi cong, lộ ra bên cạnh sườn, được lau chùi nâng niu luôn nên bóng loáng. Tuy vậy, trong cuộc đời chinh chiến, ít khi người phi công có dịp dùng thực sự khẩu súng côn tự vệ này đến hơn một lần. Rơi vào tay địch, khó lòng mà thoát khỏi. Giờ này có lẽ giai nhân vừa thức giấc, nàng lơ đãng nghe máy thu thanh báo tin khí tượng.
trời đẹp, đồng quê bao la, nắng đẹp hiền hòa. Phải, nhưng có bay trên mây trời mới nhìn thấy hết tất cả vẻ đẹp của núi sông. Ruộng xanh chạy dài dưới cánh sông nước Cửu Long từ nguồn xa thẳm đang đổ chan hòa ra đại dương. Có một con thuyền nhỏ bé đang ngược dòng, và xa hơn nữa là núi đồi heo hút. Biên giới mập mờ ẩn hiện, không có gì là rõ rệt cả. Chỉ biết sườn núi kia là nước người. Bên này có một túp nhà tranh nằm cô quạnh lưng đèo, hẳn là nhà của quê hương cũng như bao nhiêu nhà khác. Có những người sống trong lòng đô thị để làm tăng vẻ huy hoàng cho đất nước. Tất nhiên, cũng phải có những người sống nghèo nàn ở những miền sơn cước, âm thầm làm việc. Những người thôn dã này biết rằng có những trang phong lưu hào hoa ở đế đô, nhưng ngược lại, trong những đêm hoa lệ, có ai mà cần nghĩ rằng ở lưng đèo gần biên giới có một mái nhà tranh và một ngọn nến cháy leo loét. Có những người sống ở đây quanh năm và tự hào rằng đang sống trên một phần đất quê hương. Nếu ai cũng chỉ bám lấy những mảnh đất màu mỡ, những đô thị tráng lệ, thì nơi xa xôi này cũng chỉ là những rặng núi hoang vu, vô nghĩa, và ranh giới đất nước cũng chỉ còn được vẽ thực sự trên bản đồ mà thôi. Có tiếng trong mũ nghe vang gọi: Phụng Hoàng Lam, Phụng Hoàng Lam, đây Lam Sơn, cho biết vị trí. Thì ra, dù bay trên những nơi gió ngàn heo hút, những phi công vẫn còn giữ liên lạc với cuộc đời phồn hoa. Tấm bản đồ được dở ra, đặt trên đùi, phi tuần trưởng khẽ nghiêng cánh nhìn. Kia là một đỉnh núi, đây là một cái đèo và một dòng sông nhỏ chạy trong thung lũng. Ngón tay được lần trên bản đồ, bàn tay được đặt trên những mảnh đất quê hương. Những cánh chim sẵn sàng lao đi để bảo vệ từng tấc đất của non sông. Những lúc này, những phi công cảm thấy gần những người thôn dã hơn. Tiếng trả lời như bị nghẹn trong ống nói: Lam Sơn, Lam Sơn, đây Phụng Hoàng Lam, chúng tôi ở vị trí. Trong khi ấy, vẫn có những radar quay tròn, vẽ những vệt sáng ẩn hiện trên những màn thủy tinh màu xanh đục. Những cánh chim heo hút lao đi từng đàn. Còn gì sung sướng và hãnh diện hơn, được là những con người thường trực tuần phòng để bảo vệ không phận đất nước khỏi bị xâm phạm. Có lẽ ở trên cao này người ta mới cảm thấy rõ ràng lòng yêu nước, vì mới nhìn thấy hết vẻ đẹp của Giang Sơn. Chỉ ở sườn núi bên này, người ta mới thấy có quyền tự do cắm một tấc đất, dựng một túp lều tranh ở lưng đèo. Đêm đêm, có một ngọn nến được tự do cháy leo loét, và biết đâu, mái nhà không chứa đựng cả một gia đình. Người chồng ngày ngày kiếm ít nấm hay măng tre để dành bán. Cô vợ trẻ nấu ấm nước để cho những người buôn bán liên lạc thượng kinh qua đó nghỉ chân. Và rất có thể có một đứa bé đang tập nói líu lo, lớn lên giữa núi rừng thiên nhiên. Quá sang bên kia một chút là đất nước người. Từ tiếng nói, y phục cho đến tập quán đều thay đổi. Và chỉ lấn sâu quá vào cánh rừng đó một quãng đường, người ta đã trở thành những kẻ tha hương, ngày ngày ngóng về đất nước mà nhớ nhung. Không biết đã bao nhiêu lần những phi công tuần phòng biên giới, những mái nhà lẻ loi, xa chốn phồn hoa, đối với họ trở nên quen thuộc và thân tình. Mỗi lần bay ngang đèo, họ vui mừng khi nhìn thấy làn khói lam bốc lên nhẹ nhẹ. Như thế có nghĩa là
mái nhà còn ấm cúng, gia đình còn yên vui. Cầu trời cho những mái tranh này và bao nhiêu mái tranh khác trên dải đất quê hương không bao giờ phải khói lạnh tro tàn. Em Phượng, đấy là tình những người hiệp sĩ không trung. Có lẽ nó vẩn vơ như những làn khói lam, bát ngát như những chân trời heo hút. Chắc không đầm thắm duyên dáng bằng những mối tình trong những đêm liên hoan, ánh nến ngà lung linh, men nồng trong như hổ phách, và những đôi mắt lưu ly diễm mạo hơn ánh pha lê. Một ngày kia rất có thể anh đến bên em, tìm gặp lại nhau giữa một buổi tiệc huy hoàng. Em rực rỡ đứng trên thềm chờ tân khách, đôi mắt ngây thơ vẫn đẹp như độ nào. Nếu anh còn cảm thấy là anh của em, dù cho dĩ vãng đã tàn phai đi như xa muôn kiếp, anh sẽ nhìn em say đắm như thầm hẹn. Anh là gió sông hồ kết hợp, và em vẫn là người em gái của ngày xưa. Anh đã xa em, bởi lẽ tình trai còn nặng nhiều vì sông núi, nhưng chắc em cũng hiểu cho anh rằng đấy là bổn phận. Giờ đây non nước Thanh Bình, dù cho thân phi công đã nhiều phen qua những thử thách của nắng mưa và khói đạn, anh mong rằng những nét thư sinh hào hoa vẫn còn lại, để anh còn có thể đứng bên em, nghe những điệu nhạc ân tình giữa đêm hoa đăng này. Chương 7. Tuyết trắng. Em Phượng, trái với những lần trước, lần này anh viết thư cho em ở một nơi xa tất cả thị thành. Cuộc sống của những người phi công như các anh đã là cả một cuộc hợp tấu trái ngược đến nặng nề. Hàng ngày, định mệnh quẳng các anh lên không trung, lao vào một cuộc sống bềnh bồng, cô độc, để đợi đến lúc đèn đô thị vừa lấp lánh, ánh sao hôm chỉ đường cho toán người phiêu bạt tìm về tổ. Trên những chuyến xe từ phi trường trở về lữ quán, các anh có cảm tưởng như một đoàn người man rợ lạc vào giữa một vùng bừng lên vạn ánh đèn neon xanh đỏ, ầm ĩ những tiếng động hỗn loạn, những điệu nhạc quay cuồng. Những thay đổi đột ngột tiếp diễn mau lẹ quá, làm nhiều khi các anh muốn níu lấy dòng thời gian đang mau chạy. Đôi khi các anh ước ao có được một phút trầm mặc để nghĩ đến những thân tình, để cho tư tưởng vượt một chút qua những biên giới chật hẹp của cuộc sống quá tầm thường giữa đô thị. Những phút ấy chỉ đến với anh khi một ngày đã qua trọn vẹn, nằm dài trong phòng trọ, chiếc rèm cửa buông nặng nề, che bớt hơi lạnh ở bên ngoài. Lúc đó, người phi công quên hẳn mình đang nằm giữa lòng đô thị, và cảm đâu rằng mình còn đang lạc lõng trong hư vô. Có khác chăng thì trên cao xa vời lạnh lẽo lắm, và nơi đây tuy có than hồng sưởi ấm, nhưng lại thiếu một chút tình. Chính những lúc ấy mà các anh đã để cho hồn vợi cảm, và em mới nhận được những bức thư tâm sự ngắn dài kể lại em nghe cuộc đời của những kẻ nặng nghiệp bay. Những bức thư gửi đến tay em từ 8 hướng trời, nhưng những bức thư đều viết giữa lòng đô thị, những đêm mà trong lòng người không biết đang mưa gió hay thanh thản, những đêm mà qua bức màn buông nặng trĩu, anh không hiểu rằng ngoài trời đang rải trăng non hay phố lên đèn đang rực ánh đê ông hỗn loạn sắc màu. Vì vậy, những bức thư trở nên gò bó, gượng gạo. Tuy nói chuyện không trung mà hình như bị đóng khung trong 4 bức tường. Tuy tả đến những tâm tưởng thanh thoát
mà lời nói qua cô viết hình như bị ngưng động trên môi. Tầm mắt nhìn không xa quá làn mi chật hẹp. Và thành ra, qua những bức thư, em có cảm tưởng như anh của em đang đau khổ, đang bị tràn ngập bởi những ý nghĩ u buồn. Cái tâm trạng của con người là khó tả. Nếu ai cũng có thể bộc lộ một cách minh bạch tâm sự của mình, thì trên đời đã không có những thù hằn, những tầm thường làm tê tái những kẻ có lòng. Vì anh tin rằng ai định làm gì cũng làm với đầy thiện chí. Cũng như anh, nếu có thể làm cho em hiểu rõ lòng anh, thì em đã chả có những lần cau đôi hàng mi hờn giận hay phụng phịu để bắt đền và làm anh thêm một lần đau khổ. Cái đau khổ bừa bãi của một con người nghèo hết tất cả, nếu em muốn kể cả những mối tình. Khác với những lần trước, lần này anh viết thư cho em không phải là giữa lòng đô thị, mà là ở một nơi hẻo lánh, có thể gọi là thâm sơn cùng cốc. Anh đang ở Chateau de Angela. Nếu em có giỏi địa lý, nếu em có đi khắp cả sông hồ, chắc em cũng không thể biết được Angela nằm ở chỗ nào. Như thế có nghĩa là nó nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi trên tấm bản đồ phi hành của anh cũng không thấy chua tên. Vậy thì anh có thể bắt chước như Alfred Dodd mà tả cái lúc anh đến Chateau de Angela và làm chủ một căn nhà hay một cái cối xay nào đó của anh. Nhưng anh của em nghèo lắm, có gì đâu mà có thể chiếm một sở hữu. Và anh cũng nhắc lại cùng em, người ta có đến vạn mối tình, mà anh thì riêng mình không có. Nếu anh có đặt chân đến Angela, thì cũng là trọ nhờ thêm một quán lạnh. Tả cho em thêm một cung đường làm gì? Nói lên một cách say đắm như của riêng mình có, rồi lại tung hê trả cho tám hướng trời, thì cũng khổ tâm cho nhau biết chừng nào. Anh chỉ có thể tóm tắt là Anselit xa tất cả thị thành. Đây là một miền hẻo lánh nằm trong dãy núi Alpha. Suốt một mùa đông tuyết trắng như lòng người trinh nữ. Anh mới từ Marseille lên đây hôm qua, xuống xe lửa ở Gap, một thành phố sát chân núi. Đợi đến chiều mới có một chuyến xe ca lên Anselit, ở cách đó 20 cây số. Trên chuyến xe chỉ có anh và mấy người đàn bà. Họ xuống Gap để mua vài cặp thỏ và mấy chai rượu mùi. Thấy chiếc áo cổ lông của anh, họ nhìn nhau như thầm bảo: những phi công năm nay trở lại. Theo thường lệ, sau ngày Tết thì trường anh lại tổ chức đi trượt tuyết ở Anselet nửa tháng, vì nhà trường có 3 căn nhà trên đó. Dân cư vùng này như đã quen thuộc với những chàng trai nghịch ngợm của phố phường, tóc lộng theo gió 4 phương trời. Và những cô sơn nữ đương thì, mỗi lần đông về, phủ từng lớp tuyết dày trên sườn núi, lại nhìn về phía thị thành, hồi hộp, đợi chờ. Những chàng trai từ đô thị đến như những cơn gió lốc, ào ạt, cười nói vô tư. Ít ai để ý đến những nhịp u hoài khắc khoải của những tấm lòng thôn nữ. Mỗi năm một lớp người trai khác, chỉ riêng những người ở lại là vẫn mòn mỏi từng ấy khuôn mặt đợi chờ. Và anh đã bước xuống xe ở Anselit với tất cả bỡ ngỡ của một kẻ ban đầu. Gian nhà đầu tiên anh nhìn thấy là một gian nhà thấp, có mái hiên nhô ra ngoài. Một chiếc biển treo ngang lủng lẳng đưa theo gió, trên đó kẻ sơn lở lói chữ cà phê một cách quê mùa. Trong nhà vài bộ bàn ghế lỏng chỏng, một hai cụ già ngồi khề khà trước một chai rượu vang đỏ,
mũ cát kết đội trùng trục trên đầu. Một đứa bé đạp xe qua đường, ngoảnh cổ lại nhìn người khách lạ, rồi vội vã phóng nhanh vào ngõ hẹp. Đấy là tất cả Anselit đối với anh buổi ban đầu. Và hiện giờ, anh đã đến chiếm gian nhà anh được ở. Đó là gian nhà xây bằng đá, mái lập gỗ, tầng dưới dùng làm bếp và nhà kho, đựng đầy những giày, áo len, kính, mũ, nghĩa là những dụng cụ để trượt tuyết. Tầng trên là những dãy giường hai tầng kê sát nhau. Giữa nhà là một lò than hồng cháy rừng rực, như để bớt phần trống trải của gian nhà. Người gác là một ông cụ già, trường đã thuê để trông nom suốt năm. Ông cụ hơi ngạc nhiên khi thấy anh tới sớm hơn những người khác 3 ngày. Hiện giờ đang dịp Tết, những người bạn Pháp cùng khóa với anh còn đang mải hưởng những ngày nghỉ đầm ấm trong gia đình. Đáp lại câu hỏi của cụ già, anh chỉ mỉm cười. Chả lẽ với người lạ mà mình đem tâm sự ra kể? Nơi đây nước người, anh có được nghỉ Tết chăng cũng chỉ là nằm trong quán trọ nhìn thiên hạ đón xuân. Quê hương xa cách muôn trùng, có vọng hướng chăng cũng còn nửa trái địa cầu tròn thương nhớ. Vậy thì đêm nay anh đã cùng ông cụ ngồi đối ẩm, nói chuyện bâng quơ. Ấm cà phê đã mấy lần sôi, ly rượu vang đã bao lần cạn, anh cũng không nhớ nữa. Chỉ biết lúc lôi về phòng, chúc nhau ngủ ngon giấc, thì trời đã khuya, tuyết sương đã phủ trắng hiên ngoài, lửa trong lò vẫn rực hồng. Mấy tấm cửa kính bị tuyết phủ trắng xóa. Anh mở vội cửa, xoa lớp tuyết bên ngoài để nhìn xuống hàng hiên. Một cơn gió lạnh lùa vào, làm anh rùng mình. Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết lả tả, triền miên như vô tận. Không còn cảnh gì buồn hơn là cảnh nhìn tuyết rơi giữa đêm khuya. Ánh đèn phố yếu ớt, hoe vàng, in màu bàng bạc lên những lớp tuyết dày. Cách đây mấy hôm, giữa đêm Noel, anh cũng ngồi ở trong một quán cà phê ở Marseille, giữa một đêm tuyết rơi lạnh. Suốt từ tối, anh đã đi lang thang qua các hẻo phố, dán mũi vào từng cửa kính, để nhìn những cây Noel lấp lánh mấy ngôi sao kim nhũ. Giá anh bé bỏng một chút, có lẽ anh đã được sung sướng nhìn những đồ chơi đắt tiền bày trong cửa hàng. Hay giá anh lớn hơn một chút nữa, anh đã có thể tần ngần cho tay vào túi đếm mấy cắc bạc trước khi mua một món quà lạ cho em bé. Mà dù có mua, thì anh cũng mua cho ai nhỉ? Anh có mẹ già, nhưng không có em dại. Và em thì cũng không còn bé bỏng như năm xưa nữa để đòi quà. Nghĩ như vậy, làm anh thấy xe lòng vì những món quà mà hiện giờ em đang ao ước, chắc là anh không sao có thể chịu nổi. Đừng buồn em nhé. Em thử đòi xem, có lẽ anh cũng chịu ngay đấy, dù rằng bằng một giá rất đắt. Có ai đem tiền bạc ra đo lường tình cảm bao giờ? Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến chuyện cô bé bán diêm của Anderson, nhà văn Bắc Âu, mà năm nay ở đây người ta đang linh đình làm lễ kỷ niệm bách niên. Có một cô bé đi lang thang để bán diêm giữa một đêm Noel lạnh, cũng như cũng đã có một người phi công đi trên tuyết trắng để đợi phút ngày đêm giao tế, chuông nhà thờ đổ hồi để báo hiệu Thiên Chúa Giáng sinh. Cô bé đi lang thang, cầu mong có được một gia đình, một lò sưởi ấm.
Nhưng đêm Giáng sinh, cửa nhà ai cũng đóng chặt, và trong nhà những ngọn bạch lạp sáng trưng tưng bừng nhảy múa. Có ai còn cần đến một bao diêm bao giờ? Cô bé ngồi dựa vào một thềm cửa. Tiếng cười nói trong nhà vọng ra ngoài. Qua khe cửa, cô bé bán diêm nhìn thấy cây Noel sáng trưng lộng lẫy. Có cả một khung cảnh ấm cúng hiện ra. Giá ai cho cô bé góp vui nhỉ? Giá tuyết đừng rơi nữa, và giá có một tấm chăn ấm phủ lên đôi vai gầy thì sung sướng biết bao. Nhưng thật tội nghiệp, cả gia tài của cô bé chỉ là mấy bao diêm ế, và cả tấm chăn ấm chỉ là mấy bông tuyết trắng bám trên đôi vai gầy đã bắt đầu tan. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Cô bé bán diêm liều lĩnh xòe một que diêm để lấy chút lửa ấm. Que diêm bùng lên rực rỡ hơn muôn ngàn ngọn bạch lạp, làm đôi môi non khô héo se cười. Lửa tắt ngấm trả lại đen tối cho tuyết sương. Rồi bên thềm cửa, người ta lại thấy xòe lên một ánh lửa thứ hai, rồi ánh lửa thứ ba. Sáng hôm sau, người ta thấy cô bé bán diêm nằm trên tuyết mịt, bên đống diêm cháy lụi. Đôi môi non còn mỉm cười trong trắng. Và nhìn em, người ta nghĩ rằng em đã qua một giấc mơ rất đẹp trước khi từ giã cõi đời. Câu chuyện của Anderson đưa lại cho anh một chút vui, lòe lên như ánh sáng của một que diêm xòe giữa đêm Noel, và anh thấy anh có quyền hy vọng một ngày mai thanh bình, cái hy vọng trở về những mái nhà ấm cúng giữa những thâm tình. Thân phi công như các anh, nếu có thể mua được những tươi đẹp ấy bằng một giá rất đắt, các anh cũng sẵn sàng trả. Vì các anh tin rằng qua khói súng, các anh sẽ lao đi và mang theo một hình ảnh rất đẹp đẽ của cuộc đời. Em Phượng, đêm Noel đã qua rồi, và giờ đây anh viết lại cho em những tâm tưởng đã qua tại một nơi xa tất cả thị thành. Trong này là một lò than ấm, và ngoài kia là mưa tuyết, là núi rừng Anselet. Vài hôm nữa, đợi các bạn đến, anh sẽ vui vẻ trượt tuyết trên sườn núi. Và thời gian sẽ qua, anh mong đợi đến ngày hồi hương, để có thể sát cánh nhau bay trên không phận Việt Nam gìn giữ cõi bờ. Anselet cũng chỉ là một cung đường. Nơi đây anh đã gửi cho em một dòng lá thắm. Trong thư, nếu có điểm mộc mạc, vài nụ cười sơn nữ, vài mái tóc hải hồ, đôi câu chuyện vui buồn, anh cũng mong rằng sẽ không làm em cau đôi mày liễu. Em nên nghĩ rằng, cũng như những bức thư trước, trong cuộc đời phi công của anh, đây chỉ là một lưu bút, đánh dấu lại một cung đường. Thưa quý vị, chương trình Buồn Vui Đời Lính của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng. Trước khi chia tay, Huy Tâm xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời cầu chúc an bình, một ngày thật nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh sau. Trân trọng kính chào. Còn mãi ngàn năm những cánh bay, còn mãi ngàn năm những cây.